Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ về đêm ở miền Bắc giảm thấp. Mức nhiệt sáng nay ở vùng núi chỉ dưới 10 độ, còn ở các tỉnh vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ là từ 11 đến 13 độ. Đến trưa chiều Bắc Bộ với thời tiết nắng ấm, nền nhiệt trong ngày tăng lên mức từ 21 đến 24 độ. Độ ẩm trong không khí giảm xuống dưới 50%, trời khô hanh. Nhìn xuống các tỉnh miền Trung, mưa cũng giảm nhanh. Trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác vài nơi. Mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Quảng Bình đến phần phía Bắc của Quảng Ngãi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An ít mây có nắng. Với nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế từ 22 đến 25 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa với nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh còn lại như Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống phía Nam, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống. Ở Tây Nguyên, rét về đêm và sáng sớm, nên nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ. Còn xe lạnh tại Nam Bộ với mức nhiệt chỉ từ 19 đến 21 độ. Đến trưa chiều, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại trời có nắng, không mưa, nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 25 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hạt bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo mô hình dự báo sớm, hiện nay trên khu vực vùng biển phía đông Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với tên gọi là Li Cato, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.